Hi, Cảnh chào tất cả cô chú anh chị mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình hai cách để mình lột măng rất là lẹ luôn nha. Thì thường thường cô chú anh chị mình lột măng thì phải lột từ từ ra thì nó rất là lâu nha. Còn hôm nay Cảnh chỉ làm một cách đơn giản thôi, là nó ra sạch sẽ luôn trong vòng một nút nhạc thôi, rất là lẹ nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ Cảnh sẽ mời cô chú anh chị thì mình theo Cảnh nha, để là biết hai cách lột măng nha của Cảnh như thế nào nha. À, cô chú anh chị nào biết rồi thì mình xem cho vui, còn chưa biết thì mình áp dụng, có khi những lúc mình cần tới mình lột nha. Rồi bây giờ Cảnh sẽ làm đây. Rồi còn một con đầu tiên Cảnh sẽ chia sẻ cho cái cách đầu tiên nha cô chú anh chị. Đây thì một măng thì cô chú anh chị mình chuẩn bị cho Cảnh một cái dao. Rồi mình bắt từ đây, mình sẵn lên đó, mình cắt cái đứt luôn nha, cắt đứt lên tới trên luôn. Mình cắt cho đứt nha cô chú anh chị, để mình cắt không đứt là nó lúc mình đặng nát nó không ra nha. Đó thì bây giờ Cảnh cứ một đường xế vòng qua rồi, bây giờ mình chỉ lấy cái tay mình vặn ra thôi. Nè cô chú chị mình xem đây đó, mình vặn cái là nó ra hết luôn cái phần trong luôn, thấy không đó, rất là đơn giản nha. Đó vậy là mình đã xong cái này của chú chị. Còn cái phần đầu trên này thì tùy thích, mình muốn lấy tới đâu thì mình lấy, mình không lấy thì mình chặt ngang khúc đầu trên, thì khúc đầu non thì mình lấy nha. Cũng như tới đây thì Cảnh cũng cắt ngang tới đây, chỗ đầu nó già thì mình bỏ nha. Đó là xong, chưa được một phút nữa cô chú chị, rất là đơn giản nha. Rồi thì cái cách này á cô chú anh chị mình á làm rất là lẹ. Còn một cách thứ hai nữa thì cách thứ hai này cô chú anh chị mình á sẽ từ trên đi xuống nha, sẽ đây đó. Rồi mình chẻ một đường đi xuống như vậy thì cô chú anh chị mình á cứ lấy một mũi dao này, đây lấy một mũi dao mình cho vô đây đó. Mình cũng xấy tròn tròn qua đó, xong một mục thứ hai đã xong rồi cô chú chị. Đó trong vòng hai mục Cảnh làm chưa được 2 phút đồng hồ thì cô chú chị mình làm cách này thì rất là lẹ nha. Còn cô chú anh chị mình hay là bóc lột từ lớp ra thì lâu lắm, thì cô chú anh chị mình lưu lại video này, có ngày mình sử dụng tới nha. Mình làm mình lột măng rồi đó, cứ làm như theo cách Cảnh, hai cách rất là đơn giản và nhanh gọn lẹ. Thì cô chú anh chị mình cứ làm theo vậy, cứ gọt từ trên đi xuống rồi xong. Còn cái phần đầu trên thì cô chú anh chị mình muốn ăn lên tới trên hả, mình ăn tới dưới gì đó tùy theo mình nha, mình để nha. Còn cái này của chú anh chị xem nè, đó thì Cảnh cô chú anh chị mình muốn ăn bao nhiêu thì cái đó ở trên này nó non lắm cô chú anh chị, nè đây là rất non nha, nên Cảnh chừa lại rất là nhiều cao. Thì cô chú anh chị mình cứ làm theo đây đó, ra hết luôn, chưa được một phút. Thì cái cách lột măng của Cảnh hai cách rất là đơn giản. Chúng mình xem đây, đây hai mục. Thì cái mục này hai mục có hai cách khác nhau, thì cô chú anh chị mình áp dụng được cái nào thì mình áp dụng nha. Còn cái phần đầu trên này, còn phần đầu trên này thì cô chú anh chị mình cứ cắt theo tùy ý thích mình nha. Còn Cảnh thì để đây cho cô chú anh chị mình xem thôi, cách Cảnh lột thôi, chứ ngoài ra còn cắt dài hay ngắn tùy ý thích của cô chú anh chị mình, cứ làm theo cách này rất là nhanh gọn lẹ. Đây cũng đã như vậy luôn. Còn ở đây thì Cảnh lấy khúc đầu trên, ở trên nó cũng non lắm cô chú chị này, thấy không, rất là non luôn đó. Thì hai cách đơn giản cô chú anh chị mình thấy video của Cảnh
có hữu ích thì nhớ đăng ký bật chuông và ủng hộ cho Cảnh để Cảnh có nhiều động lực hơn và ra nhiều video hơn và nhiều mẹo hay hơn cho cô chú anh chị mình cùng xem. Rồi, Cảnh chào tất cả cô chú anh chị mình nha.